Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Năm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo không ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới. Đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm dự kiến tháng 6 tới sẽ thông xe kỹ thuật. Xe tải đấu đầu xe khách khiến tài xế tử vong tại chỗ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2023 này, Bộ không ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới. Thay vào đó, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm xây dựng quy chế tuyển sinh cụ thể và công bố công khai trên các trang điện tử của đơn vị. Các trường đại học tổ chức tuyển sinh theo đề án và quy chế tuyển sinh đã ban hành, tuân thủ các quy định hiện hành. Đồng thời, các trường đại học thực hiện trách nhiệm giải trình về toàn bộ công tác tuyển sinh của cơ sở đào tạo. Tính đến nay, đã có hơn 100 trường xây dựng và công bố quy chế đề án tuyển sinh năm 2023 trong số 237 cơ sở đào tạo đại học trên cả nước. Các hãng hàng không Việt Nam phải tạm lùi thời hạn khai thác đến Trung Quốc đến cuối tháng 4 hoặc sang tháng 5 năm 2023. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc này nhằm trông đợi các quyết định tiếp theo của Trung Quốc về việc cho phép khách du lịch đến Việt Nam. Được biết, vào giữa tháng 2, ngành du lịch Trung Quốc công bố mở lại các tour du lịch đến 20 quốc gia, nhưng Việt Nam không có tên trong danh sách này. Trước đó, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế về các chuyến bay quốc tế thường lệ từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam đều xây dựng kế hoạch khai thác thị trường này với các bước đi thận trọng, tập trung chủ yếu vào đối tượng khách công vụ, thương nhân, thăm thân và du học sinh. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về việc đề nghị xây dựng dự án luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất nghiên cứu tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng như thuốc lá, rượu, bia để hạn chế nhập khẩu, sản xuất và tiêu dùng. Ngoài ra, đồ uống có đường, nước giải khát không cồn, sản phẩm thuốc lá mới và thiết bị, bộ phận, dung dịch của thuốc lá mới, kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cũng được đề nghị phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Hiện nay, thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng với thuốc lá là 75%, rượu là từ 35-65%, bia là 65%. Thưa quý vị, những ngày này, hàng chục hộ dân ở khu phố Ninh Chữ 1, thị trấn Khánh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang phải sống trong cảnh bất an. Những đợt sóng lớn đánh vào bờ gây sạt lở khiến nhà cửa bị hư hỏng nặng. Nhiều gia đình phải di tản để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đây là căn nhà của ông Đỗ Xuân Bốn, bị sóng đánh sụp phần móng, tạo hàm ếch sâu hơn 2 mét. Cột nhà siêu dẻo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Năm nay mùng 3 Tết là quýnh sập tiếp luôn. Và có 2 lần cũng hết trăm mấy triệu rồi. Bây giờ không có khả năng nữa. Theo ông Bốn, mấy năm trở lại đây, do hoạt động nạo vét khiến cát ở cồn chắn sóng thất thoát, nên sóng biển tiến sâu vào đất liền đã làm nhà dân hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành khảo sát. Hiện có khoảng 10 căn nhà ở khu phố Ninh Chữ 1 bị ảnh hưởng trực tiếp do sóng biển. Địa phương thì cũng đã kiến nghị lên sớm có cái biện pháp khắc phục cái tình trạng sạt lở này. Vận động khuyến cáo bà con, rồi cấm các cái biển báo để cho bà con là không được xây dựng. Nếu Ninh Chữ 1 được xác định là khu vực đất có nguy cơ sạt lở, đe dọa tính mạng con người, Ủy ban Nhân dân huyện đề xuất giải pháp thu hồi đất khẩn cấp theo quy định của pháp luật. Nằm trong dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, đoạn cao tốc Nha Trang Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa, dự kiến tháng 6 tới sẽ thông xe kỹ thuật và hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Hiện tại, nhà thầu đang huy động lực lượng và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công liên tục với mục tiêu hoàn thành sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Đoạn phía nam dự án thành phần cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài khoảng 4 km đã hoàn thiện thảm bê tông nhựa và lắp đặt giải phân cách cùng các hạng mục liên quan. Hơn 45 km còn lại của dự án đang được khẩn trương thi công. Trên công trường thì tập trung rất là nhiều máy móc thiết bị, cán bộ công nhân viên làm việc 3K4 kíp, làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ. Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đã bàn giao đạt 99,8%. Nhà đầu tư cũng cam kết rút ngắn tiến độ 3 tháng. Hiện tại, dự án đã đạt 70% khối lượng. Dự kiến là nhà đầu tư cỡ tháng 4 sang 2023 là xong toàn bộ thảm và đến tháng 6 thì là thông xe kỹ thuật. Cao tốc Nha Trang Cam Lâm dài hơn 49 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư PPP và xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT. Sau giai đoạn hoàn chỉnh, đường sẽ rộng 32 m, gồm 6 làn xe, trong đó có 2 làn khẩn cấp.
hoa hồng là một loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao của nông dân Đà Lạt, Lâm Đồng. Mới đây đã có nông hộ đi tiên phong trong việc trồng hoa hồng hữu cơ để làm trà và chiết xuất tinh dầu. Giống hoa hồng được chị Triệu Thị Loan, thị trấn Đinh Giang, huyện Lâm Hà chọn trồng để làm trà và chiết xuất tinh dầu là một giống hồng truyền thống của Đà Lạt. Nó đáp ứng được nhiều tiêu chí như mùi thơm, màu sắc, khả năng thích nghi với khí hậu và hàm lượng tinh dầu cao. Trên diện tích vườn hoa hồng này, nông hộ chủ yếu bón phân tằm, xung quanh trồng tràm trà làm hàng rào sinh học, xua đuổi côn trùng. Mùa mưa, hoa hồng thường hay bị rệp sáp, do đó họ sẽ dùng các loại tinh dầu khác có tính kháng khuẩn để phòng trị. Thông thường, hoa được hái vào 10 giờ sáng, sau đó sới lạnh 24 giờ để cho ra sản phẩm trà hoa hồng. Hiện nay, tuy sản lượng chưa nhiều, nhưng các sản phẩm trà hoa hồng được bán với giá khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng một ký, cũng đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Việc sản xuất các chế phẩm từ hoa hồng đã làm đa dạng hóa các sản phẩm từ nông nghiệp Lâm Đồng. Đây cũng là giải pháp tìm đầu ra mới cho hoa hồng, vốn đang chịu sự cạnh tranh của nhiều loại hoa mới khác. Lễ hội Dinh Cô Long Hải là một trong những lễ hội lớn ở vùng biển Nam Bộ, cầu an và hy vọng cho nghề cá. Hoạt động văn hóa truyền thống diễn ra ở thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lễ hội còn gọi là Dứa Cô diễn ra từ 10 đến 12 tháng 2 âm lịch hàng năm, thu hút ngư dân và khách thập phương tham dự tại di tích nằm dưới chân núi Thụy Dân, thị trấn Long Hải. Sau 2 năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, năm nay lễ hội đã trở lại. Làm hoành tráng hơn các năm, kết hợp với lại được cái công nhận là lễ hội phi vật thể cấp quốc gia. Năm nay, lễ hội Dinh Cô Long Hải diễn ra sớm hơn và kéo dài trong 5 ngày, bảo đảm nghi thức truyền thống. Sự kiện cũng được bổ sung nhiều hoạt động nghệ thuật, thi thả diều, đi cà kheo dưới nước, bóng chuyền bãi biển. Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cũng đã yêu cầu các lực lượng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cấp cứu thủy nạn. Tất cả nhằm mang lại một lễ hội an toàn, trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán địa phương. Tiếp theo trong chương trình, lãnh đạo nhóm các nước G7 cam kết siết chặt trừng phạt Nga, đồng thời khẳng định tăng cường hỗ trợ ngoại giao, tài chính và quân sự cho Ukraine. Trưng bày cuốn sách làm bằng giấy papyrus lớn nhất, dài tới 16 mét, được cho là quyển sách viết cho người chết. Chương trình sẽ được tiếp tục với các thông tin quốc tế. Hôm qua, lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã họp thượng đỉnh trực tuyến và cam kết siết chặt trừng phạt Nga. Họ cũng khẳng định sẽ tăng cường hỗ trợ ngoại giao, tài chính và quân sự cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tham dự hội nghị trực tuyến này. Đây là hội nghị đầu tiên của G7 trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cam kết Tokyo sẽ cung cấp viện trợ tài chính trị giá 5,5 tỷ đô la để tái thiết Ukraine. Cùng ngày, Canada đã thông báo áp đặt dòng trừng phạt mới nhằm vào Nga và tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Gói trừng phạt này cũng nhắm vào 129 cá nhân và 63 thực thể Nga, trong đó có quan chức hàng đầu trong chính phủ. Ngoài ra, Ottawa sẽ cung cấp thêm 4 xe tăng Leopard 2, một xe quân sự bọc thép và đạn dược cho Ukraine. Cũng hôm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỷ đô la cho Ukraine, bao gồm hệ thống thiết bị bay và tấn công không người lái, thiết bị quân sự và khí tài chuyên dụng. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới cũng thông báo khoản viện trợ bổ sung trị giá 2,5 tỷ đô la nhằm giúp Kiev tăng cường ngân sách và duy trì các dịch vụ thiết yếu. Mới đây, TikTok đã lên tiếng phản đối lệnh cấm của Ủy ban châu EC đối với ứng dụng này. Họ cũng cáo buộc Ủy ban đã không hề tham vấn trước khi cấm các nhân viên cài đặt ứng dụng chia sẻ video ngắn này trên thiết bị di động của họ vì lý do bảo mật. TikTok cho biết, công ty này chưa nhận được thông báo của EC hay được cơ quan này liên hệ trước khi quyết định cấm được đưa ra. Vì thế, TikTok chưa thể phản hồi về những quan ngại của EC do chưa nhận được thông tin chính thức. Cũng theo công ty công nghệ của Trung Quốc, EC đã thiếu minh bạch và không tuân theo một quy trình hợp lý. TikTok đề nghị các thể chế của Liên minh châu Âu EU nên nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra quyết định đối với ứng dụng này. Hôm 23 tháng 2, EC đã cấm các nhân viên cài đặt TikTok trên các thiết bị di động cá nhân vì quan ngại về tính bảo mật dữ liệu. Đối với những nhân viên đã cài ứng dụng này, EC yêu cầu phải xóa ứng dụng càng sớm càng tốt và thời hạn muộn nhất là đến ngày 15 tháng 3.
Ngoài EC, một số nước phương Tây cũng đang tăng cường giám sát ứng dụng TikTok do lo ngại nguy cơ không bảo mật dữ liệu của người dùng. Một tòa án ở Colombia đã tổ chức phiên tòa xét xử đầu tiên trong thế giới ảo Metaverse và hy vọng mô hình này sẽ được mở rộng. Phiên tòa ảo được phát trực tiếp trên YouTube và không xảy ra trục trặc kỹ thuật nào đáng kể. Tại phiên điều trần do Tòa án Hành chính Magdalena của Colombia tổ chức vào giữa tháng 2, những người tham gia đã xuất hiện trong hình dạng các avatar, kể cả thẩm phán. Metaverse thực sự đưa con người đến gần nhau hơn. Chúng ta có thể chứng minh rằng Metaverse có thể tạo ra môi trường tốt hơn để mọi người tiếp cận với tiến trình pháp lý. Trong thời gian đại dịch COVID-19, phần lớn các cuộc họp đã được chuyển sang các nền tảng video call như Zoom hay Google, nhưng thử nghiệm trên Metaverse vẫn còn hạn chế. Colombia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa các phiên tòa vào Metaverse. Tuy nhiên, thẩm phán Quiñones Triana cũng thừa nhận rằng mọi người chưa quen với nền tảng này. Có đến 70% người theo dõi phiên tòa của bà nói rằng họ không thích phiên tòa ảo. Tại Champagne, vùng đất làm rượu nổi tiếng miền Trung nước Pháp, người ta dùng những chú heo để chăm sóc gốc nho một cách hiệu quả. Chúng dùng những chiếc mõm sục sạo trong đất để cải thiện độ dinh dưỡng, làm tơi đất cho vườn nho. Những chú ủn ỉn này đang xới đất trong vườn nho dùng làm rượu champagne. Chúng có nhiệm vụ vệ sinh đất ngay tại gốc nho, tránh việc phải dùng thuốc bảo vệ thực vật hay máy cày. Đây là dự án thử nghiệm trồng trọt thân thiện với môi trường. Những chú heo này là giống nhập từ New Zealand. Chúng đã trưởng thành, nặng khoảng 40kg. Kích thước thân thể không cho phép chúng dương lên cao, tránh việc ăn lá hay nho phía trên. Ta có thể thấy nơi chúng đi qua, không còn cọng cỏ dại nào nữa. Lợi thế của việc dùng heo để dọn giường là chúng không cần chuồng trại mà chỉ dựng một lều trú đêm cho chúng là đủ. Sử dụng heo dọn đất như vậy sẽ làm tơi đất, diệt cỏ dại, côn trùng có hại, tránh nén chặt đất trồng do dùng máy móc, cơ khí. Cuốn sách làm bằng giấy papyrus lớn nhất vừa được đưa ra trưng bày tại một bảo tàng ở Cairo, Ai Cập. Cuốn sách dài tới 16 mét và các nhà khảo cổ học đã mất nhiều năm để phục chế sách. Đây là một cuốn sách viết cho người chết. Người Ai Cập cổ đại tin rằng chết chưa phải là kết thúc mà là sự chuyển tiếp sang kiếp khác, nên cần phải hướng dẫn cho người chết để họ tiếp tục sống ở kiếp sau. Không chỉ chữ viết, trên các trang sách này còn có các hình ảnh minh họa. Đây là quyển sách papyrus hoàn chỉnh nhất và dài nhất được tìm thấy ở Saqqara. Trong gần 120 năm, chưa có ai phát hiện ra sách giấy papyrus nguyên dạng ở Ai Cập. Các nhà khảo cổ học tin rằng cuốn sách được viết cho một người có tên là Amos. Những trang giấy rất mỏng, chưa tới 1/5 mm, làm từ loại của cây cối papyrus và là một trong những loại giấy papyrus thượng hạng thời đó. Cuốn sách này được viết vào đầu vương quốc Ptolemy 300 năm trước công nguyên. Hầu hết mọi người biết đến Max Factor như một dòng mỹ phẩm bình dân, nhưng Max Factor, cha đẻ của thương hiệu này, còn là người đã sáng tạo ra cụm từ makeup, tức là đồ trang điểm. Ông đã tự làm mỹ phẩm tại một tiệm cắt tóc ở một thị trấn nhỏ miền Tây nước Nga, nơi có một viện bảo tàng tôn vinh những ký ức về ông. Chính tại căn nhà nhỏ ở thành phố Ryazan, Maximilian Faktorovich đã mở cửa hiệu đầu tiên của mình vào cuối thế kỷ 19. Ông đã đi những bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra đế chế mỹ phẩm và nước hoa của riêng mình. Tại viện bảo tàng địa phương mang tên Các mùi hương của thời gian, người ta có thể tìm hiểu truyền thống của mỹ phẩm cũng như những ngày đầu tiên của thương hiệu Max Factor. Ngoài ra, bảo tàng còn tái tạo không gian của một tiệm làm tóc điển hình cách đây một thế kỷ. Là một người Ba Lan gốc Do Thái, Factor gia nhập nhà hát Ban Sol Moscow trong vai trò là trợ lý cho nghệ sĩ trang điểm. Sau khi đi đến nghỉ dù và giải ngũ, ông mở một cửa tiệm ở Ryazan, nơi ông bán phấn, kem trang điểm, nước hoa và tóc giả, hầu hết là do ông tự làm. Năm 1914, ông sang Mỹ và thành lập công ty mỹ phẩm. 15 năm sau, ông nhận từng vàng Oscar danh dự vì những đóng góp cho ngành trang điểm sân khấu. Ông đã tạo nên một cú hích lớn đối với nghệ thuật trang điểm hiện đại. Một nghệ sĩ tranh khảm gắn tường ở Sudan đã bắt tay vào làm một tác phẩm với hy vọng tái hiện những thời điểm quan trọng nhất của lịch sử đất nước. Lịch sử hiện đại Sudan trải qua những biến động lớn như nội chiến, chia cắt. Anh Abu Bakr al-Sharif đang thực hiện ngay trong xưởng của mình ở thủ đô Khartoum những mảnh gốm sứ để cắt ghép chúng thành các nhân vật và sự kiện nổi bật. Chẳng hạn như cuộc biểu dương quy mô của người dân phản đối đảo chính
hay bày tỏ sự bất bình với tổng thống đã bị lật đổ Omar al-Bashir. Tiếng tăm về công việc này của anh đã thu hút nhiều người. Người ta bắt đầu chú ý đến thông điệp qua tranh khảm mozaic của tôi, thể hiện qua mạng xã hội và báo chí quan tâm. Hy vọng cách tranh khảm của tôi giúp người ta chú ý nhiều hơn đến tình hình đất nước Sudan. Anh cho biết nhiều người, trong đó có cả trẻ em, đã đề nghị được cùng tham gia. Tuy nhiên, các tác phẩm của anh Sharif không làm hài lòng một số người. Chẳng hạn, một bức mozaic tưởng nhớ người biểu tình thiệt mạng trong cuộc phản đối đảo chính làm từ gốm sứ, kích thước dài 1,8 rộng 1,2 mét của anh đã bị kẻ lạ mặt hủy hoại khi nó được trưng bày. Tiếp theo trong chương trình, khởi tố bắt tạm giam nhà báo Hằng Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, những nhân vật liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng. Công an Long Thành, Đồng Nai kịp thời ngăn chặn một vụ chém người do mâu thuẫn trong buôn bán. Trở lại chương trình, thưa quý vị, thêm hai đối tượng bị bắt tạm giam liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Ngày 24 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Thị Hằng Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các quyết định lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn. Sáng nay, lực lượng công an và Viện Kiểm sát đã khám xét nhà bà Đặng Thị Hằng Ni ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, bà Hằng Ni vướng vào lùm xùm liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và bị bà Hằng tố giác liên quan đến hoạt động của quỹ Hằng Hữu. Trong khi đó, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, người thường xuyên livestream cùng bà Phương Hằng, cũng đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Quân và thu giữ một số tài liệu phục vụ công tác điều tra. Tiến sĩ Quân được biết đến với vai trò là cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng. Tai nạn giao thông khi hai phương tiện đấu đầu nhau thường gây thiệt hại nhân mạng. Sự cố sáng nay giữa xe tải và xe khách trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cũng không là ngoại lệ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút khi chiếc xe tải di chuyển hướng từ Tuyên Quang về tỉnh Hà Giang. Khi đến km 165+200 quốc lộ 2 thì phương tiện đấu đầu với xe khách khiến người lái xe tải chưa rõ danh tính tử vong tại chỗ. Trên xe khách có nhiều hành khách nhưng may mắn không ai bị thương. Theo ghi nhận của camera hành trình của một chiếc xe đi phía sau, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế xe tải đã lấn làn khi vào cua. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Còn tại Đồng Nai, sáng nay, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi rác tự phát gần chợ Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện và chiến sĩ đến dập lửa. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, lửa bất ngờ bùng lên tại bãi rác trải dài khoảng 50 mét trên đường Phạm Văn Khoai, thuộc phường Tân Hiệp. Bãi rác này chất chồng hàng chục tấn rác thải phế liệu, cách chợ Tân Hiệp khoảng 50 mét. Người dân gần đó không thể vào bên trong dập lửa do vách tôn cao và bịt kín. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy công an thành phố Biên Hòa và công an tỉnh Đồng Nai đã huy động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 20 chiến sĩ tới hiện trường. Mặt khác, lửa bốc cao đã làm cháy dây điện và các viễn thông dọc tuyến đường này. Ngành điện lực cũng đã nhanh chóng ngắt điện khu vực để đảm bảo an toàn. Đến gần 10 giờ sáng nay, lửa trong bãi rác tự phát được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Cũng tại Đồng Nai, rạng sáng nay, Công an huyện Long Thành đã kịp thời ngăn chặn một vụ chém người do mâu thuẫn trong buôn bán. Ba đối tượng đã bị công an bắt giữ. Đó là Hoàng Văn Tuấn, Nguyễn Văn Kiệp và Nguyễn Thứ, độ tuổi từ 26 đến 32. Vụ việc được phát hiện vào lúc 1 giờ 30 phút sáng khi tổ tuần tra Công an huyện Long Thành đến khu vực chợ mới. Họ phát hiện ba đối tượng trên lăm hung khí trong tay nên can thiệp ngay. Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận động cơ chém người là do mâu thuẫn trong việc tranh giành chỗ ngồi bán rau. Vụ việc sau đó đã được bàn giao cho công an thị trấn Long Thành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Một nhóm cướp tuổi đời còn thiếu nhưng thừa sự manh động đã sa lưới công an Hải Dương. 7 trong số 13 đối tượng, trong đó có những người mới 15 tuổi, sáng nay đã bị khởi tố vì hành vi dùng hung khí đánh người cướp tài sản. Thủ đoạn của bọn người này là đi xe máy mang theo hung khí nguy hiểm như kiếm, dao găm, tuyếp sắt, gậy rút, tấn công nạn nhân rồi cướp xe. Cầm đầu nhóm này là Hoàng Văn Hiền và Lê Anh Tuấn, cả hai đều trú tại thành phố Hải Dương. Tối 11 tháng 2, hai thanh niên đi xe máy đã trở thành nạn nhân khi bị nhóm này đuổi theo, đánh cho đến trọng thương và cướp luôn phương tiện hai bánh.
Sự việc xảy ra tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, buộc cảnh sát vào cuộc điều tra xác minh bắt giữ nhóm đối tượng trên. Cơ quan chức năng đã khởi tố tạm giam 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 2 thanh niên khác về hành vi cướp tài sản. Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý những người còn lại theo quy định của pháp luật. Nạn phá rừng vẫn tiếp diễn tại Tây Nguyên. Hôm qua, cơ quan chức năng huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện một việc nghiêm trọng. Qua kiểm đếm, hơn 100 cây gỗ các loại bị cưa hạ. Khu vực phá rừng thuộc tiểu khu 792 do công ty lâm nghiệp Công Hờ Đê quản lý. Những cây bị đốn hạ trái phép là bằng lăng, căm xe với tổng khối lượng gỗ vi phạm là hơn 37 mét khối. Theo ông Võ Nguyên Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Công Cro Gia Lai, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương điều tra để xác định các đối tượng có hành vi khai thác rừng trái phép, kiến nghị kiểm điểm đơn vị chủ rừng, Ủy ban Nhân dân xã vì chậm trễ phát hiện vụ phá rừng. Căn cứ vào số lượng gỗ vi phạm, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án, qua đó tiếp tục mở rộng điều tra, khoanh vùng các đối tượng thực hiện hành vi khai thác rừng trái phép. Lễ hội mô tô tại Phan Thiết nhiều khả năng đi kèm với nguy cơ đua xe trái phép. Trước tình hình này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng phương án ngăn chặn. Trong đêm qua, lực lượng chức năng đã đón lõng vây bắt hàng trăm đối tượng và phương tiện vi phạm trong đêm. Khoảng 3 giờ rưỡi sáng nay, phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn lưu thông vào đường cấm trên tuyến quốc lộ 1. Tổ công tác đã bố trí lực lượng tiến hành chốt chặn, dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra giấy tờ người điều khiển và giấy tờ xe. Kết quả, 101 trường hợp đã bị lập biên bản vi phạm hành chính như đi xe vào đường cấm, gắn biển số bị che lấp, không thực hiện đúng quy định về biển số. Ngoài ra, có những trường hợp không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe và một trường hợp nghi vấn sử dụng giấy tờ giả. Công an đã tạm giữ 6 xe mô tô. Trong thời gian tới, Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Chương trình 60 giây hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai phát sóng trên hai kênh HTV7 và HTV9 vào lúc 6:30. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin chào tạm biệt.